Ai mến chào các bạn, hôm nay Trực mới về một chiếc xe quá đẹp luôn. Kêu mình lên quay. Đúng là đẹp thiệt các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Cái này mà để đi đám cưới đồ này nọ ha. Là hết ý luôn ha, xe lên coi như là đây. Dàn kính đồ inox rồi có ấy đèn đóm đầy đủ rồi mình đi dạo vòng mình xem bên ngoài nè. Đó là thấy tuyệt vời ha. Mùi đồ inox, trần inox rồi ha. Rồi yên. Hết ý luôn. Đó, từ sườn xiết đồ này nọ là làm đẹp hết luôn ha. Đây. Khung sàn rồi ha. Đây, cụm bước lên. Đó, rồi, cất. Để coi. Máy còn riêng không? Dạ, còn riêng nữa anh. Máy riêng xin em đặt luôn. Chế bình xăng này vô chạy ngon á ha. Bình xăng này vô chạy hết ý. Xăng này kiểu xăng của xe máy hay là xăng của xe Lam ta? Nó của xe Lam luôn. Cái loại mới. Nó chế cho xe Lam hả? Cái này bơm xăng phải không? Không, có E hả? Còn này điều chỉnh. Riêng nước máy luôn. Rồi. Máy riêng của anh Lam đây. Rồi. Tất cả là đồ riêng hết rồi. Nước đồ luôn là tất cả ta. Cái gạt này thì điện luôn hả ta? Dạ, điện luôn, là riêng của nó luôn. Hoàn toàn hết. Điện luôn. Đồng hồ báo tất cả là tay. Rồi, lên nổ máy chạy vòng coi thử coi sao. Lốc kê. Tiếng đã quá ha. Nhịp ga sướng tay á. Vô đi. Ôi da. Nhịp ga nghe nó sướng quá ha. Lốc kê luôn. Đạp cái nổ. Ôi. Lốc kê lại chứ. Nó không có lốc kê hả ta? Hình như có chứ, lốc kê chân nha. Lốc kê là có để thắng không ạ? Con đài số 1 lại. Dài số 1 xuống xe là phải đặt. Hình như đây có lốc kê nè. Không, cái đó là số che. Số che hả? Che tới. Che ok không? Đâu. Khiếp quá. Nổ máy nổ đã quá. Quá đã ha. Tiếng đã quá ha. Nó giòn tan nè. Tiếng bô giòn tan nè. Máy nổ đã. Làm vậy lên leo lên ngồi vậy có lý ha. Trời ơi, cái này mình đi đâu luôn. Đúng không? Pin hết. Như con này giờ mình định bán ra giá nhiêu? Xe này xuống nó lấy là cũng cao lắm, xe pin đó. Dạ, bán được cũng phải cỡ từ 170. 170 hả? Dạ. 170 chưa bán được, để ai điện thì cái luôn. Hả?
bán từ trong bảy không ai có ai dùng ký bán cho ta về người ta chơi à 170 triệu cho xuống hả? Dạ. 170 cho xuống đúng không? Dạ, dạ. Còn thương lượng đúng không? Dạ, dạ. Rồi. Rồi quá đẹp ha. Rồi để quay số điện thoại, để quay cái xe ra ngoài để anh chụp tấm ảnh được. Chạy xe ra ngoài để chụp tấm ảnh chứ giờ nó ngược kiểu này, nó ngược ánh sáng á.